quyền khai thác, bán cảng hàng không, sân bay đang là câu chuyện thời sự của ngành giao thông vận tải, được các chuyên gia, doanh nghiệp và dư luận quan tâm. Xã hội hóa để thu hút đầu tư không phải là mới ở Việt Nam, thế nhưng xã hội hóa ở lĩnh vực hàng không thì lại khiến dư luận quan ngại việc lạm dụng vị thế độc quyền, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người dân. Nhà ga T1 Nội Bài, cảng hàng không Phú Quốc và Đà Nẵng đã được các hãng hàng không là Vietjet Air, Vietnam Airlines, Jetta Pacific và công ty cổ phần tập đoàn TNT đề xuất nhượng quyền khai thác. Vấn đề chuyển nhượng quyền khai thác hạ tầng cảng hàng không dân dụng được coi là chưa có tiền lệ tại Việt Nam, nhưng nếu thành công, chắc chắn lĩnh vực này sẽ có nhiều thay đổi. Vietjet Air là hãng hàng không tư nhân mới ở Việt Nam nên gặp khó khăn về mặt bằng và không có các công ty phục vụ mặt đất. Toàn bộ các dịch vụ cung ứng tại các cảng hàng không đều phụ thuộc hoàn toàn vào đơn vị khác. Chính vì vậy, để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, thì việc nhượng quyền khai thác nhà ga T1 Nội Bài đang là hy vọng của hãng này. Một hãng hàng không tư nhân mong muốn là có một cái nơi để mà mình phục vụ cho bản thân chính mình, nhưng mà với một cái tiêu chuẩn là chuẩn. Có nghĩa rằng chúng tôi phải đầu tư, phải tạo, phải sửa chữa, phải đưa ra những các cái mô hình quản lý để làm sao cho đáp ứng được cái thuận tiện nhất cho hành khách cũng như là ích lợi nhất cho tất cả mọi người tham gia. Không thể phủ nhận, việc xã hội hóa hoạt động quản lý khai thác cảng hàng không là rất cần thiết trong bối cảnh nguồn ngân sách khó khăn. Tuy nhiên, vấn đề đáng chú ý hiện nay là khi tư nhân tham gia sẽ xảy ra tình trạng độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh nếu không có sự điều tiết quản lý chặt chẽ của nhà nước. Ở một số nơi có thể là người ta quy định là hãng không là không được góp vốn là quá 5%. Đấy, chẳng hạn. Thứ hai là một hãng hàng không hoặc một tổ chức mà có thể khai thác nhiều sân bay trong khu vực. Đấy thì cũng hạn chế không cho tham dự. Bởi sao? Bởi vì khi người ta đã điều hành trên 2 sân bay rồi thì rất dễ có những cái liên kết, dễ có cái độc quyền làm ảnh hưởng tới những hãng khác cũng như là cái điều kiện kinh tế chung. Về các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, theo Cục Hàng không Việt Nam cũng cần phải tính đến trình độ, kinh nghiệm khai thác, công nghệ quản lý tại cảng hàng không, sân bay lớn để nâng cao sức cạnh tranh trong khu vực. Cạnh tranh với các cái điểm khác trong khu vực, chúng ta phải cạnh tranh rất lớn với cả các cái những cái cảng không lớn khác ở trong khu vực. Thế thì cái vấn đề bây giờ là phải marketing cảng hàng không để thu hút được các hãng hàng không người ta bay đến. Vừa là lợi ích về kinh doanh của cảng không nhưng cũng là lợi ích chung của kinh tế xã hội, thì đấy là những cái yêu cầu để đặt ra để khi mà chúng ta chọn lựa cái nhà đầu tư chiến lược. Trên thực tế, việc độc quyền tại một số sân bay đã từng xảy ra. Vì vậy, việc chuẩn bị cơ sở pháp lý cũng như phương án cụ thể để tiến hành nhượng quyền các cảng hàng không là việc làm cần thiết để tránh những rủi ro khi thực hiện xã hội hóa.